Mỹ cố gắng thuyết phục Việt Nam từ bỏ việc mua vũ khí Nga. Quý vị thân mến, Mỹ đang cố gắng thuyết phục Việt Nam từ bỏ việc mua vũ khí Nga và chuyển sang vũ khí do Mỹ sản xuất. Tờ Defense News đưa tin hôm thứ Tư, dẫn nguồn đại diện giấu tên Bộ Ngoại giao. Defense News dẫn lời nhà ngoại giao là thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ tại Singapore Airshow 2018 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 2 rằng chúng tôi thuyết phục họ về sự cần thiết phải đa dạng hóa các nhà cung cấp vũ khí trong lịch sử như Nga và bắt đầu mua vũ khí Mỹ. Trước hết, điều đó tăng cường khả năng quân sự của họ và thứ hai là góp phần tăng cường quan hệ đối tác với chúng tôi, tương tác giữa các quân đội của chúng tôi. Theo ông ta, Việt Nam rất quan tâm đến việc mở rộng quan hệ đối tác với Mỹ trong lĩnh vực an ninh. Nguồn tin cũng nói thêm rằng, theo Bộ Thương mại Mỹ trong giai đoạn 2005-2014, Việt Nam đã tăng ngân sách quân sự của mình gần 400%. Tuy nhiên, Hà Nội không vội vàng mua vũ khí của Mỹ, mặc dù Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí từ năm 2016. Tháng 5 năm ngoái, Hoa Kỳ đã giao cho Việt Nam 6 tàu tuần tra Metroshark trong khuôn khổ trợ giúp quân sự. Người đứng đầu Lầu Năm Góc, James Mattis, đã có cuộc gặp ở Hà Nội vào ngày 25 tháng 1 với đồng nghiệp Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Họ tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có thỏa thuận tiếp tục xây dựng khả năng hàng không mẫu hạm Carl Vinson thăm Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Trước khi thăm triển lãm hàng không Singapore Airshow 2018, Tina Khaidanao, phó trợ lý chính của Ngoại trưởng về chính trị quân sự đã ghé Việt Nam để thảo luận về hợp tác chính trị giữa Mỹ và Việt Nam và sự hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên hôm thứ Hai, bà Tina Khaidanao nói rằng các quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam đang được cải thiện và nói về mong muốn tăng số lượng hợp đồng quốc phòng giữa hai nước. Cần lưu ý rằng Việt Nam là một trong những khách hàng mua vũ khí Nga lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, các hợp đồng trị giá hơn 4,5 tỷ đô la đã được ký kết. Mặc dù vậy, theo ý kiến Colin Khoswilin, nhà nghiên cứu của Trường Nghiên cứu Quốc tế mang tên là S. Rajaratnam, chuyên về các vấn đề hải quân Đông Nam Á, Việt Nam di chuyển ra khỏi việc mua vũ khí của Nga nghiêng về mua của Israel. Đồng thời, theo chuyên gia, các cố gắng để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh quốc phòng có thể kích động phản ứng tiêu cực từ phía những người vẫn còn nhớ cuộc chiến tranh Việt Nam. Hơn nữa, dựa vào Hoa Kỳ trong các vấn đề vũ khí là không đáng tin cậy và nguy hiểm, bởi vì bất cứ lúc nào chiến quyền Mỹ cũng có thể chấm dứt việc nước đối tác tiếp cận với vũ khí của Mỹ do vấn đề nhân quyền, ông Linh nói. Eoin Graham, giám đốc chương trình an ninh quốc tế Viện Lowy cho rằng Việt Nam có thể mua máy bay F-16, đồng thời ông cho rằng có khả năng một số công nghệ của Mỹ như là máy bay P-3 chẳng hạn vẫn còn quá phức tạp và tốn kém đối với quân lính Việt Nam. Nga muốn bán vũ khí mạnh nhất cho Việt Nam. Tại triển lãm Army 2017 vừa qua, trang VPK đã dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết tổ hợp chế tạo máy kéo Nga chào bán một loạt trang bị quân sự mới, trong đó có các phương tiện chiến đấu dành cho lực lượng đổ bộ đường không như xe bọc thép chở quân BT-3F, xe chiến đấu bộ binh Dragoon phiên bản mới của BMP-3 và pháo chống tăng tự hành Sprut SDM-1. Những vũ khí tối tân này được Nga ưu tiên chào bán đến thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Đại diện nhà sản xuất Nga tuyên bố với Interfax, các phiên bản nâng cấp mới nhất của pháo tự hành chống tăng Sprut, xe chiến đấu Dragoon và xe bọc thép BT-3F mang nhiều tính năng chiến đấu hiện đại chưa từng có trên người tiền nhiệm. Chính vì vậy, chúng sẽ được ưu tiên bán cho những khách hàng thân thiết của vũ khí Nga. Được biết, cũng tại Army 2015, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết pháo tự hành Sprut SDM-1 đang giành được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều khách hàng, trong đó có Việt Nam và hai bên đã tiến hành thảo luận về loại vũ khí này. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có bất cứ tuyên bố nào về thông tin truyền thông Nga đăng tải. Và nếu những gì được truyền thông Nga đăng tải được xác nhận, lực lượng thiết giáp Việt Nam sẽ được sở hữu vũ khí cực uy lực và linh hoạt, bởi theo giới thiệu từ nhà sản xuất Nga, Sprut SDM-1 là loại pháo tự hành được quân đội Nga trang bị cho lực lượng đổ bộ đường không với hỏa lực mạnh, dễ dàng tiêu diệt các loại xe tăng, xe bọc thép của đối phương. Sprut SDM-1 là phiên bản nâng cấp của pháo tự hành chống tăng Sprut SD và được mệnh danh là sát thủ diệt tăng của quân đội Nga. Xe có trọng lượng 18 tấn, kiếp lái 3 người, công suất cơ động 500 CV, tốc độ tối đa 70 km/h trên đường nhựa, 10 km/h khi bơi. Vũ khí chính của Sprut SDM-1 là pháo nòng trơn 125mm với hệ thống nạp đạn tự động, tốc độ bắn từ 6 đến 8 phát một phút. Điều đặc biệt là nòng pháo này có thể sử dụng để phóng tên lửa chống tăng. Ngoài pháo chính 125mm, Sprut SDM-1 còn được trang bị thêm một súng máy điều khiển từ xa 7,62mm với cơ số đạn 1.000 viên được lắp đặt trên tháp pháo cùng các thiết bị trinh sát. So với các phiên bản Sprut SD trước đây,
chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt vì trên Noxbrook SDM1 được trang bị thêm một súng máy điều khiển từ xa 7,62mm, còn đối với Sport SD thì không có. Tích hợp thiết bị giám sát mục tiêu tự động giúp pháo thủ và chỉ huy có thể bắn trúng mục tiêu không chỉ từ súng máy mà còn cả tên lửa với tầm xa tới 5km. Ngoài ra, Spruce SDM1 còn được trang bị hệ thống ngắm ảnh nhiệt cho phép tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. Gặp người làm tai mắt cho tàu ngầm. Anh em thủy thủ đã gọi thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Phong, nhân viên sonar thông tin của tàu ngầm lữ đoàn hải quân 961 như thế. Qua trò chuyện với chúng tôi thì mới được biết nhiệm vụ của một nhân viên sonar thông tin là nghe và dẫn đường cho tàu mỗi khi thực thi nhiệm vụ dưới lòng biển. Làm việc dưới tàu ngầm, thủy thủ phải sống trong một thế giới có sự khác biệt rất lớn với không gian mà chúng ta đang sống. Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra trong một căn phòng kín, chật chội, không có ánh sáng tự nhiên, đi lại thì phải lom khom và làm gì cũng phải lựa về tư thế. Khi tàu ngầm hoạt động dưới độ sâu, ngoài những áp lực do sóng và áp suất, thủy thủ còn phải sống chung với những thiết bị nghe, nhìn, hệ thống máy móc, ắc quy và tiếng ồn. Nhiều thủy thủ dù đã qua những vòng tuyển chọn khắt khe về sức khỏe, song những ngày đầu vẫn không thoát khỏi cảm giác sợ, ù tai, hoa mắt và căng thẳng. Ngoài những ca trực theo thời gian quy định, mỗi người phải thích nghi với việc được nghỉ lúc nào thì phải ngủ lúc ấy, không theo giờ giấc, không theo quy luật, không kể ngày đêm. Để trở thành thủy thủ của tàu ngầm, bên cạnh yếu tố sức khỏe, khả năng chuyên môn, phải có thần kinh thép. Vậy mà thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Phong đã có 20 năm liên tục làm nhân viên sonar. Đối với tàu ngầm, nhân viên sonar thông tin có nhiệm vụ dẫn đường chỉ lối và là con mắt cái tai của tàu, giúp cho tàu định hướng được để đi lại trên biển và giúp tàu chỉ thị được mục tiêu, nắm bắt các thông số, sẵn sàng chiến đấu khi có mệnh lệnh. Đã có nhiều chỉ huy về nhận nhiệm vụ rồi chuyển công tác thì anh Phong vẫn gắn bó với tàu. Điều này khiến cho không chỉ chúng tôi mà ngay cả các anh em thủy thủ cũng phải nể phục và kính trọng. Để làm tròn nhiệm vụ của một nhân viên sonar thông tin trên tàu ngầm lại là con tàu thuộc thế hệ cũ, thủy thủ phải tập trung thật cao độ. Khi vận hành phải quan sát được mọi mục tiêu, từ tàu địch, mục tiêu hàng hải, tàu hàng, những chướng ngại vật địa văn dưới lòng biển. Đất dưới lòng biển không bằng phẳng, cũng có chỗ lồi, chỗ lõm, đòi hỏi phải được phát hiện kịp thời, đặc biệt tàu hay đổi hướng. Nếu nhân viên sonar không tập trung thì rất có nguy cơ để tàu lạc đường, gặp nguy hiểm hoặc có thể để sót mục tiêu. Anh Phong kể, để làm tốt công việc, bên cạnh khả năng quan sát thì phải xây dựng được một ngân hàng âm thanh trong đầu. Trong muôn vàn tiếng động vang vọng trong lòng biển, phải phân biệt được bộ loại âm thanh đó, đâu là tiếng động do sóng biển dội vào chân núi, đâu là tiếng động được tạo nên bởi tiếng chân vịt của những con tàu khác, đâu là âm thanh của đàn cá. Cụ thể hơn, cũng là tiếng của những con tàu trên mặt nước, nhưng phải phân biệt được đâu là tiếng của tàu vận tải, tàu chiến, đâu là tàu lớn, tàu nhỏ, mà như anh Phong cảm nhận, tiếng sóng biển dội vào chân núi thường vỗ về những lúc biển lặng, thường dữ dội khi biển động, tiếng chân vịt của những con tàu thì thường đều đặn nhặt khoang vì có cùng tần số. Tàu vận tải thường có tần số nhỏ, tàu chiến thường có tần số cao, và càng nhận diện được nhiều loại âm thanh, nhân viên sonar thông tin càng có cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đặc biệt là trong ngân hàng âm thanh đồ sổ của mình, anh Phong miêu tả và kết hợp các vật dụng với âm thanh mình phát ra, giúp đồng đội dễ hiểu và tiếp nhận rất tốt. Tuy nhiên vẫn có nhiều âm thanh không thể miêu tả hay thuật lại, mà phải chính bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và đôi tai cực thính, sự cảm âm cực nhạy mới phân biệt được chính xác. Với thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Phong, con tàu đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Anh không chỉ thành thạo công việc của nhân viên sonar thông tin mà còn có thể làm được công việc ở nhiều vị trí khác, từ cách vận hành, cách sử dụng, sửa chữa mỗi khi tàu gặp hỏng hóc, thậm chí có thể xử lý thành công được những tình huống khi có sự cố xảy ra. Những kinh nghiệm đã có được của 20 năm trong nghề, anh đã trực tiếp truyền cho nhiều đồng đội và đã tham gia viết giáo trình huấn luyện tàu ngầm, cuốn sách trở thành cẩm nang không thể thiếu của nhiều thế hệ thủy thủ tàu ngầm. Để có được hơn 20 năm làm việc tốt dưới tàu ngầm, từ lúc được tuyển chọn làm thủy thủ, anh đã ý thức rất rõ việc rèn luyện thể lực. Việc rèn luyện thể lực với các thủy thủ nói chung đã rất quan trọng, với thủy thủ tàu ngầm thì càng quan trọng hơn. Ngoài huấn luyện, theo lịch chung của đơn vị, anh đã tự tập các môn thể thao như chạy, nhảy, bơi. Đặc biệt, anh rất ít khi uống rượu. Có lẽ do những quy tắc sống và cách làm việc nghiêm túc như vậy, nên ít ai mới tiếp xúc đã phát hiện ra một nội lực mạnh mẽ, dẻo dai trong cái vóc dáng khá thư sinh của anh. Thế nhưng đằng sau vẻ bảnh trai ấy là những giờ phút làm việc căng thẳng, căng anten tai mắt ra để theo dõi phát hiện mục tiêu dưới lòng biển. Một kỷ niệm vài năm trước luôn khiến anh nhớ mãi và xem đó là một bài học giúp anh đưa vào những trang sách.
Hôm ấy trên mặt nước có sóng to gió lớn, tàu ngư dân đang tăng tốc hướng về đất liền. Thế nhưng hệ thống báo tín hiệu chậm hơn khiến anh rất lo lắng. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, anh đã biết điều chỉnh kịp thời thiết bị để phát hiện mục tiêu. Những chiến sĩ tàu ngầm họ chính là những chàng EQ, luôn có thể lực khỏe, chịu đựng được sóng to, gió lớn, bơi giỏi, có bản lĩnh vững vàng, thông minh và rất mưu trí dũng cảm. Anh Phong là một mẫu người lý tưởng luôn đạt những tiêu chuẩn đó, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho. 20 năm qua, thiếu tá, quân dân chuyên nghiệp Nguyễn Sơn Phong đã làm con mắt, cái tai, tìm ra ánh sáng, đường đi cho con tàu trong lòng biển. Nhưng với anh, có một khoảng tối trong cuộc đời đến giờ vẫn còn là niềm day dứt. Đó là năm 1997, khi cháu Tú Anh, con gái đầu lòng ra đời. Bố bận đi biển, Tú Anh ở nhà cùng mẹ. Trong một trận sốt cao do không được đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu đã bị co giật và di chứng ấy đeo đẳng cô bé từ đó. Đến giờ, Tú Anh đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, nhưng mọi hoạt động đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Bố vắng nhà nên mẹ thường xuyên là tay chân của Tú Anh. Mỗi lần từ biển trở về, anh lại ôm con giấu nước mắt vào trong và tranh thủ thời gian được chăm sóc bù đắp cho con. Trò chuyện với chúng tôi, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Phong luôn ghi nhận công lao của vợ, cô giáo Võ Thị Thu Hoài. Chị cho chúng tôi xem rất nhiều phần thưởng, những danh hiệu từ chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên gia đình của mình, anh Phong hạnh phúc tâm sự. Tôi có được ngày hôm nay, phần lớn công lao thuộc về gia đình và đồng đội, đặc biệt là mẹ cháu, người luôn đảm đang lo toan mọi việc nhà, yêu thương chồng, chăm sóc chu đáo cho con hết mực, giúp tôi luôn an tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dưới bàn tay của những bác sĩ áo xanh, những khẩu trọng pháo sau hàng chục năm phục vụ dần hồi sinh trở lại để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, một bệnh viện đặc biệt là nơi làm việc của những bác sĩ áo xanh, đó là những gì người ta thường nhắc đến khi nói về nhà máy Z-133 thuộc Tổng cục Kỹ thuật, là đơn vị sửa chữa tổng hợp súng pháo, hỏa tiễn lớn nhất khu vực miền Bắc. Nhiệm vụ của Z-133 vô cùng nặng nề. Tại đây, những cuộc đại phẫu lớn được thực hiện, những hỏng hóc nặng nhất, phức tạp nhất của nhiều loại súng pháo, hỏa tiễn được sửa chữa. Tất cả nhằm nâng cao tuổi thọ, sức chiến đấu cho các loại hỏa lực trong chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng. Sử dụng thành thạo mỗi trang bị vũ khí đã khó, song để sửa chữa chúng còn khó hơn nhiều lần. Và những người lính thợ ở Z-133 phải am hiểu về nhiều loại súng pháo khác nhau mới có thể thực hiện công việc được ví von như cuộc đại phẫu lớn cho mỗi loại súng pháo sau hàng chục năm sử dụng. Ở Z-133, bằng chính kinh nghiệm và phương pháp nghe nhìn, những người lính thợ có thể xác định chính xác tình trạng hỏng hóc sơ bộ, từ đó lên kế hoạch giải quyết từng bệnh từ đơn giản đến phức tạp của từng loại súng pháo mắc phải trong quá trình phục vụ của mình. Trong ảnh là một khẩu lựu pháo 122mm M30 của binh chủng pháo binh đang được sửa chữa lớn tại nhà máy Z-133. Mẫu pháo này phục vụ trong biên chế quân đội ta đã lâu, tình trạng hỏng hóc nhiều do tác động của nhiều yếu tố. Nhưng với bàn tay của những bác sĩ áo xanh Z-133, M30 đã dần khỏe trở lại và có thể qua lại nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu như những người anh em khác của mình. Cũng tại xưởng sửa chữa pháo mặt đất tại Z-133, có khá nhiều bệnh nhân cao tuổi theo như cách gọi của những người lính thợ tại đây, như khẩu lựu pháo 130mm M46 trong hình. Nhưng sau khi qua sửa chữa lớn tại Z-133, khẩu lựu pháo 74 tuổi do Liên Xô sản xuất này đã đạt tiêu chuẩn pháo cấp 2 theo quy định ngành kỹ thuật quân đội và đảm bảo các yêu cầu thông số kỹ thuật, sẵn sàng bàn giao cho các đơn vị pháo binh phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đối với các mẫu pháo đã cũ như M46 và M30, quá trình sửa chữa chiếm khá nhiều thời gian do một phần chúng đã cũ và xuống cấp. Mặt khác, linh kiện thay thế cũng khan hiếm, phải đặt hàng từ nước ngoài, dẫn tới quá trình sửa chữa pháo bị kéo dài. Để khắc phục điểm yếu trên, nhà máy Z-133 đã đầu tư xây dựng mới khu công nghệ cao nhằm chủ động hơn trong việc sản xuất và chế tạo các loại linh kiện cụm chi tiết súng pháo mà nhà máy đang sửa chữa. Bước đầu đẩy nhanh tốc độ sửa chữa của một khâu nhất định, đây cũng là chiến lược phát triển dài hạn của Z-133. Từ đó đảm bảo và chủ động nguồn vật tư trong công việc sửa chữa các loại súng pháo, vũ khí khí tài mà nhà máy đang đảm nhận. Không chỉ sửa chữa các chi tiết cụm chi tiết cơ khí trên súng pháo, nhà máy Z-133 còn đảm nhận cả công tác sửa chữa, bảo dưỡng các loại kính ngắm, thước ngắm quang học, trang bị đi kèm trên các loại súng pháo. Sau khi sửa chữa xong súng pháo, hỏa tiễn được Z-133 kiểm tra tình trạng kỹ thuật một lần cuối trước khi đưa ra thao trường bắn thử và hiệu chỉnh cho đến khi đạt yêu cầu.
mang lại sức sống cho mỗi loại súng pháo chính là niềm vui của những người lính thợ tại Z-133, yêu nghề, say mê, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của những bác sĩ áo xanh của nhà máy Z-133 hôm nay đang từng ngày nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình, nâng cao tuổi thọ cho nhiều loại hỏa lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị hỏa lực trong toàn quân. Nga đã nhận đề nghị bán tên lửa Iskander, hãy nín thở xem ai là khách hàng đầu tiên. Ông Dmitry Sugaev, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự tuyên bố, Nga đã nhận được đề nghị mua tên lửa Iskander từ một số khách hàng nước ngoài, ai sẽ được duyệt. Nhà bình luận quân sự Anton Madasov của báo Spresa của Nga cho rằng, đây là thông tin được ông Dmitry Sugaev tiết lộ ngay trong diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2017, với một danh sách khá dài, những khách hàng nước ngoài đề nghị Nga bán tên lửa Iskander phiên bản xuất khẩu. Ông Sugaev nhấn mạnh rằng tổ hợp tên lửa đất đối đất chiến thuật chiến dịch Iskander là một trong những tổ hợp vũ khí tấn công tuyệt vời nhất hiện nay. Các tổ hợp tên lửa Iskander hiện có trong biên chế quân đội Nga là một thứ vũ khí răn đe rất lớn đối với những đối thủ tiềm tàng của Nga, cả về uy lực công phá, sức sát thương lẫn độ chính xác. Điều này khiến cho nhiều khách hàng nước ngoài tỏ ra đặc biệt quan tâm và chúng tôi đã nhận được những lời đề nghị thiết tha mua tổ hợp này. Đồng thời, vị giám đốc cơ quan liên bang này cũng chỉ ra rằng Moscow đang cân nhắc sàng lọc kỹ càng khách hàng nào sẽ được tiếp cận loại vũ khí tấn công chính xác Iskander để đảm bảo tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế và hài hòa lợi ích cán cân địa chính trị quân sự khi cung cấp loại vũ khí đầy uy lực này ra thị trường quốc tế. Còn nhớ vào tháng 8 năm 2014, đại diện phòng thiết kế tổ hợp Iskander, ông Gorgi Kuzik, đã tuyên bố rằng mọi khách hàng tiềm năng đều phải xúc tiến đơn đặt hàng thông qua cơ quan độc quyền xuất khẩu vũ khí quốc doanh, công ty Rusoboronesport và Iskander, không phải để bán ra nước ngoài cho tới tận năm 2016. Chính vì vậy, không có cách nào để tăng quy mô sản xuất tên lửa Iskander tại thời điểm đó. Tuy nhiên, chưa đầy 6 tháng sau, tháng 2 năm 2016, tình hình tưởng như có vẻ dễ thở hơn khi đích thân ông Igor Sevastianov, phó tổng giám đốc Rusoboronesport cho biết là đã bắt đầu có những cuộc đàm phán liên quan tới việc xuất khẩu Iskander. Tiếp đó, vào tháng 6 cùng năm, một đoàn lãnh đạo quân sự cấp cao của Ả Rập Saudi khi tham dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2015 đã lớn tiếng tuyên bố Ả Rập Saudi thực sự quan tâm tới việc đặt mua các tổ hợp tên lửa chiến thuật chiến dịch Iskander Air. Bất hạnh thay, tháng 11 năm 2016, đích thân ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec của Nga, đã bác bỏ thông tin cho rằng đã có những cuộc đàm phán bán tên lửa này cho Ả Rập Saudi. Bởi trước đó vào tháng 6 năm 2016, cũng chính ông này đã tuyên bố tổ hợp tên lửa Iskander hoàn toàn chưa phải để bán ra nước ngoài, bất chấp sự quan tâm đặc biệt của Saudi. Người đứng đầu tập đoàn Rostec phát biểu, Ả Rập Saudi sau đó đã theo đuổi rất quyết liệt khi một lần nữa đề nghị Nga cung cấp Iskander, nhưng loại tên lửa này vẫn nằm trong danh mục cấm xuất khẩu và sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào. Đây là loại vũ khí nhạy cảm, nó có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Mặc dù tuyên bố chắc như đinh đóng cột như vậy, thế nhưng mà vào tháng 9 năm 2016, lần đầu tiên người ta thấy tổ hợp tên lửa Iskander xuất hiện trong lễ duyệt binh mừng độc lập lần thứ 25 của nước Cộng hòa Armenia ở thủ đô Yerevan. Lãnh đạo quân sự quốc gia láng giềng của Nga này tuyên bố đây là những tổ hợp tên lửa Iskander của quân đội Armenia, chứ không phải của quân đội Nga. Kết nối với tuyên bố của ông Sugaev, chúng ta có quyền đặt câu hỏi, có phải thực sự Nga chưa muốn xuất khẩu Iskander, hay là Nga cố tình lập lờ để sàng lọc khách hàng nước ngoài và quốc gia nào sẽ được ưu tiên? Tổng biên tập tạp chí xuất khẩu vũ khí Nga, ông Andrei Frolov nhắc lại việc Belarus khẩn thiết đề nghị Nga bán Iskander rất nhiều lần, nhưng kết quả là họ chỉ gặt hái được công nghệ chế tạo loại tên lửa gần tương tự thông qua dự án nghiên cứu hệ thống pháo phản lực bắn loạt tầm xa Polonais, hợp tác giữa Belarus và Trung Quốc. Chuyên gia Andrei Frolov cho rằng Nga có thể đang nhận được đề nghị mua Iskander từ bất cứ quốc gia nào. Về lý thuyết có thể là Algeria khi mà đã có thông tin về những cuộc đàm phán xuất hiện từ năm 2008. Hay như Việt Nam vẫn muốn có thêm những tổ hợp tên lửa uy lực hơn bên cạnh các hệ thống tên lửa bờ Passion với tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm Yakont. Một trong những nguyên nhân chính khiến Iskander được quan tâm đó chính là khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa hiện đại nhất nhờ hệ thống điều khiển quỹ đạo bay độc đáo để tấn công vào sâu trong hậu phương của kẻ địch, phá hủy các mục tiêu được bảo vệ vững chắc. Sở hữu Iskander
coi như là đã sở hữu một vũ khí tấn công tối thượng. Như vậy, ngoại trừ sự xuất hiện của tên lửa Iskander ở Armenia mà Nga không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, có thể thấy hiện nay chưa có thông tin nào về việc Nga đã chính thức đàm phán cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật chiến dịch này cho bất cứ quốc gia nào. Hãy cùng nín thở chờ xem bao giờ và ai sẽ làm khách hàng đầu tiên sở hữu Iskander. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.